Chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Thế sự. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chương trình Thế sự số 164 và 4 năm tôi xin gửi lời chào tất cả quý khán thính giả thân thương. Chúng tôi vẫn đem ra những cái chuyện mà có thể có những sai lầm trong cộng đồng ra để nói cho quý khán giả, quý đồng hương biết những sai lầm đó và cũng lưu ý những người làm những sai lầm đó sửa chữa cụ thể. Để tiếp tục sau đây thì anh Thái, anh Thạch hoặc là anh Hùng có gì phát biểu không? Và cái chương trình chúng ta đó là hôm nay đó là nói lại vấn đề mà cộng đồng kỷ niệm ngày 50 năm gì đó mà có cái bản nhạc gọi là hùng khí hào khí Việt Nam đó, thì mấy anh có ý kiến gì đóng góp gì đó? Thưa quý vị khán thính giả của chương trình Truyền Thế Sự năm 164, trước khi đi vào cái việc mà chúng ta bàn luận tới cái bản nhạc hào khí Việt Nam thì có một cái điểm mà mới nhất mà tôi xin tường trình đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Thế Sự cũng như là tất cả quý đồng hương. Thì thưa quý vị, cái sự kiện là sáng nay lúc 11 giờ sáng ngày thứ ba, mùng 3 tháng 12 năm 2024, thì chúng tôi có nhận được một cú điện thoại của ông Trần Nhân. Ông Trần Nhân là phó kế hoạch của ban chấp hành cộng đồng. Mà ông Trần Nhân á, là quý vị còn nhớ rõ là cách đây 2 tuần lễ vào ngày thứ tư thì chúng tôi cùng anh Nguyễn Vi Thúy đã có một cái hẹn với ông Trần Nhân, gặp gỡ ông Trần Nhân tại văn phòng của cộng đồng ở Kapramata. Thì sau một hồi gặp và sau một hồi bàn thảo thì chúng tôi cũng vẫn đưa ra một cái kết luận là xin ban chấp hành của ông Hà Cao Thắng cho biết tại sao lấy cái tấm logo đi mà không có hỏi ý kiến của những cái người hiến tặng cũng như của đồng hương. Và chúng tôi có yêu cầu là cuối cùng là phải trả lại cái tấm logo đó. Tấm logo đó nó có một cái chữ vì quốc vong thân và tổ quốc danh dự trách nhiệm đặt giữa hai cái trường của hai vị tổng thống. Nhưng mà sau đó là chúng tôi được biết cái bản đó đã được lấy xuống theo cái lời đề nghị của ông Lưu Văn Lành, Lưu Phước Lành và của ông Phan Huy Bách, và ban chấp hành đã làm tin để cho cái bản đó biến mất. Và sau đó có một cái bản khác đưa lên là để cái chữ Việt Nam Cộng Hòa và Tổ quốc ghi hơn. Thì chúng tôi trước khi mà chia tay với ông Trần Nhân, chúng tôi nói rằng là chúng tôi yêu cầu ban chấp hành khi mà lấy cái đó đi á, không nói với ai một tiếng nào cả mà tự động quyết định mà làm. Thì bây giờ cũng xin cái ban chấp hành làm thế nào để trả lại cái logo đó cho chúng tôi và treo lại cái chỗ cũ. Thì sau gần 2 tuần lễ thì trưa hôm nay chúng tôi mới nhận được cú điện thoại của ông Trần Nhân. Ông Trần Nhân nói rằng là cái đại ý của ông á, là ông nói là ông đã báo cáo cái cuộc gặp gỡ của chúng tôi đối với báo cáo cho ông Hà Cao Thắng và Hà Cao Thắng sẽ nói chuyện với chúng tôi. Thì chúng tôi cũng xin nhân đây trước cái ống kính của Truyền Thế Sự, chúng tôi xin thưa với tất cả quý vị khán thính giả rằng là chúng tôi sẽ không điện thoại để hỏi chuyện ông Hà Cao Thắng mà chúng tôi chờ cái sự hồi âm của ông Hà Cao Thắng. Nếu mà ông Hà Cao Thắng không muốn hồi âm bằng cái văn tự cho chúng tôi biết tại sao, lý do như thế nào và khi nào trả lại cho chúng tôi cái đó, và nếu mà không có thì khi mà ông Hà Cao Thắng điện thoại đó qua telephone đó thì chúng tôi cũng là nói trước rằng là nếu mà điện thoại bằng telephone hay nói bằng telephone thì chúng tôi cũng xin thưa với ông Hà Cao Thắng là chúng tôi sẽ ghi ông trước, nếu ông đồng ý thì chúng tôi làm đó. Là những cái sự kiện mà tôi trình bày cho dạ anh Hùng có nói chuyện. Theo cái trình bày của anh Thái về việc mà ông Thăng điện gọi cho anh á, ông Trần Nhân điện gọi cho anh á, thì tôi thấy
họ làm giống như là trên sông mà truyền banh cho nhau hết 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 cầu thủ này truyền qua cầu thủ khác, cái vòng mà cái sự việc này rất là rõ ràng giải quyết. Tại sao Hà Cao Thắng làm cái gì mà dễ khó tiếp xúc vậy? Đáng lẽ việc này Hà Cao Thắng phải giải quyết chứ, tại sao Trần Nhân cũng không làm, cũng không giải quyết gì được? Anh hai tuần lễ rồi họ cứ để nó chạy qua rồi chạy lại, nhưng mà đây là cái cách họ giao banh, họ truyền banh cho nhau, rồi cuối cùng banh đá ra xong rồi cũng quề. Hả vậy anh Dũng? Tôi nghĩ như vậy. Thật cái gì em thật? Về mục này nữa, về mục này mới giờ nói đó. Mục này đây, thưa quý vị, thì tôi thấy rằng là với cái yêu cầu của cái ban tổ chức mà tượng đài của cái hình của ông hai tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Minh Thiệu đó, thì cái yêu cầu chính đáng của họ là yêu cầu cộng đồng để lại cái bản hiệu mà có cái ban tổ chức huy hiệu mà cái ban tổ chức đã để đã gắn ở trên giữa hình của hai tổng thống. Thì cái điều đó rất là dễ dàng nếu trường hợp mà cộng đồng có ý muốn giải quyết vấn đề, thì các ông chỉ có nói rằng là ok thì chúng tôi sẽ đưa trả lại, hoặc là chúng tôi không trả lại, chỉ trong một thời gian vài ba phút là xong rồi, đâu có cần gì phải mà để một hai tuần lễ rồi phải đưa ông Nhanh đi gặp rồi phải trình lại ông Nhanh rồi nó rồi trình lại ông Thắng rồi nó sẽ một ngày nào đó là lúc nào đó chúng tôi sẽ giải quyết. Như vậy thì cái vấn đề giải quyết của các ông là chúng tôi không hiểu được cái ý định của các ông là như thế nào, có thể là kéo dài thời gian để cứu cho nó hết cái nhiệm kỳ này rồi xong rồi thôi là cái gì đó chúng tôi không biết được. Cho nên tôi thấy rằng lối làm việc của ông Hà Cao Thắng và lối làm việc của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New Zealand, lối làm việc đó nó không có phù hợp với cái giai đoạn hiện tại, cũng như không phù hợp với cái cộng đồng của chúng ta trong quá khứ. Tại vì trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra những cái chuyện như vậy. Đó là chúng tôi có ý kiến như vậy. Tôi rất đồng ý với anh Thật, là tại vì cái việc gì của chúng ta phải dứt khoát chứ không phải là dây dưa vậy. Tại vì công việc này nó có gì đâu mà phải dây dưa, cái mà người mình hay nói đó là để lâu quá, quá bùng. Mà cái việc mà ông Hà Cao Thắng làm hai nhiệm kỳ trước đó, cũng vậy, cũng nhiều cái việc vậy. Tức là làm cái việc gì đó rồi nói như ông Hùng nói, như là đá banh cứ là lừa qua lừa lại, đá banh thải bên kia, bên kia đá lại bên đây đá lại bên kia mà không bao giờ đá gôn hết. Thì bây giờ nói dứt khoát mấy ông tuổi còn trẻ là mấy ông già tình độ kỹ thuật, tình độ trí thức nữa, tiến sĩ rồi không mà. Thì dứt khoát thì mấy ông làm cái ví dụ nói dù đó trong vòng 24 tiếng làm được, hay là một tuần làm được, hay là mấy ông nói thẳng ra 364 ngày nữa tôi làm được, thì chúng tôi cũng vẫn chờ mấy ông 364 ngày, nhưng mà mấy ông phải làm đâu ra đó mà tới giờ 363 ngày thì không phải nhớ chứ, đừng nói là tới đó rồi nói tôi quên. Nhưng mà những việc tôi nói lại là những việc này rất là dễ dàng, có lẽ lạc lắm, chỉ gọi qua bên cái ban tổ chức mà hai bức tượng đó nói bây giờ việc là tụi tôi thấy là trả lời nguyên thủy thì không trả lời, còn mấy ông nói dứt khoát là không trả lời thì mới nói dứt khoát vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải lập lời hoài vậy. Đó là cái chuyện về cái vụ đó. Còn cái vụ mà anh có biết cái vụ mà vụ Hào Khí Việt Nam rồi vụ mà tôi nghe nói ông Quang Lê rồi ông lại cái rùm beng đó, đó biết là nói anh đó. Dạ, bây giờ nói về cái bản nhạc mà Hào Khí Việt Nam đó thì theo tôi nghĩ cho tới giờ này tất cả cư dân New South Wales mà người Việt tị nạn đều biết như vậy, là cái bản Hào Khí Việt Nam này á, là một cái bản nhạc mà nếu mà mình nghe không á thì mình biết là nó có cái gì, mình nghĩ rằng là như vậy. Nhưng mà nếu mà nghe và vừa nghe vừa suy nghĩ đến cái cách trình bày cũng như là những cái lời ở trong cái bản nhạc thì chúng ta mới thấy rằng là họ dùng cái bản Hào Khí Việt Nam này để đưa cái sự mà giáo dục mà qua cái bộ tuyên huấn đưa vô trong cái cộng đồng. Mà cái phần này tôi xin lặp lại một điểm là để cho tất cả quý vị khán thính giả biết rằng là ở
có một cái ông luật sư mà đứng mà nói rằng là cái hội đồng council trước đây này, mới đây này đã xâm phạm vào cái nội tình của cộng đồng người Việt tự do và theo thực hiện theo nghị quyết 1334 đồng ý là thì khi họ nói như vậy đó thì họ nghĩ rằng là người mà thực hiện cái nghị quyết 1334 trong thực tế và trên cái những cái YouTube như thấy đó là ai là thì chính là cái ông mà phó chủ tịch đặc trách văn hóa đưa cái mục đó vô đó chứ không phải là ai. Vậy thì cái ông phó chủ tịch đặc trách văn hóa và cái bà Patricia Hồ đó đó là chuẩn bị làm những cái đó khi nào, và khi mà chuẩn bị như vậy có báo cáo với cái ông luật sư đó hay không đó. Thành thì tôi cũng xin lật ngược lại cái vấn đề để cho các anh ở đây có cái ý kiến đối với khán giả. Tôi xin bổ túc thêm những cái gì mà anh Thái vừa mới nói á, thì sau khi mà cái việc sự việc nó đổ bể á, cái hào khí Việt Cộng này nó xuất hiện á, thì chính bà Hồ Kiều Trang, tiếng Anh là Hồ Patricia, bà nói á, trước khi trình diễn cái này á, thì bà có trình bày cái chương trình cho ban chấp hành. Nghĩa là Hà Cao Thắng, trong cái ban chấp hành Hà Cao Thắng và những ông cố vấn đều biết hết là sẽ có cái màn này. Chứ không phải là tự nhiên trên trời rớt xuống bà Trang này có thể vào đâu. Mà đây là cái bàn trình diễn cần phải có cái sự tập luyện của mấy đứa nhỏ, mấy ông và mấy nhỏ, mấy người toàn là lạ quá à. Diễn viên đó. Mấy diễn viên mà diễn viên gọi là 2010 mới qua đây á, hay là 2015 mới qua đây á, toàn là những người mà chúng ta không biết. Mà cái này là phải có luyện tập đàng hoàng một thời gian dài, chứ không phải là đùng một cái là Hồ Kiều Trang đem cái chương trình này vào trình diễn đâu. Và Hà Cao Thắng chắc chắn là đã biết, không chỉ Hà Cao Thắng mà toàn ban chấp hành và những người có vấn như là Thân Trọng Ái nè, Lưu Tường Quang nè, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Mạnh Tiến, những người mà phía sau lưng của Hà Cao Thắng đó, đều biết cái việc mà trình diễn này cả, chứ không thể nói là không biết. Mà tại vì Hồ Kiều Trang này đã nói rồi, trước khi trình diễn cái chương trình này, cổ đã xin tham khảo ý kiến của tất cả trong ban chấp hành và những cái vị cố vấn nữa. Thành ra không thể nói là chỉ có Kiều Trang chịu trách nhiệm hay là Nguyễn Thiếu Trung đó. Nguyễn Từ Hiếu Trung, tên này cũng từ bỏ Hiếu Trung á. Thì không thể nào nó chỉ có Hồ Trang này và Hiếu Trung chịu trách nhiệm đâu. Mà Hà Cao Thắng là cái tên đầu sỏ là phải chịu trách nhiệm, chứ không có thể nào nói được là Hà Cao Thắng là chạy tội được. Bây giờ sau khi cái sự việc đổ bể rồi ấy, thì chính Hoàng Lê là cái người gọi là cánh tay trái tay mặt của Hà Cao Thắng, sau khi coi cái đó rồi thì bỏ cái buổi đó đi ra về và viết một cái bài rất là nặng nề chửi cái người làm này và yêu cầu phải từ chức. Mà phải, thành ra cái việc này là cái việc họ làm có tổ chức, là không chỉ là từ Hà Cao Thắng mà trên Hà Cao Thắng nữa là ai, và từ trong nước đưa ra lại. Tại vì những cái món đồ này, những món đồ để trình diễn này, tôi nghĩ là Hà Kiều Trang không có mua đâu mà được tuyên giáo của Việt Cộng nó cung cấp luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra cái việc này nó việc rất là tày trời, chứ không phải là việc đơn giản đâu. Còn cái việc mà cái logo có cái gì đâu mà quan trọng, mà tại sao Nguyễn Bằng Dương lại đem ra mà quyết tâm lấy cho được, cũng là do tuyên giáo đứng ngoài sao phải lấy cái này đi. Nó tư vị như vậy. Anh Hùng, trước khi nói, tôi đóng góp về ý kiến, tại vì anh nói tôi nhớ anh Hùng. Cái chiến thuật của họ là chiến lược thuộc là rất nhiều luôn. Tại vì những cái chuyện, những cái bước đi đầu, những bước đi cách đây vài ba năm đó, họ đã thăm dò rồi. Thí dụ cũng cái nhiệm kỳ của Hà Cao Thắng làm cái việc gọi là
làm rét cọt đội nón lá ở ngoài ngoài chợ Tết, đi mua mấy ngàn nón lá mà lại có ghi rét cọt Guinness được không, là thưa không, là thất bại 100% rồi. Cái áo dài rồi, nhưng mà nữa áo dài Việt Nam nữa, cộng với tại sao tôi nhớ gì đó là tôi coi trên tờ báo địa phương xem dình của Thái Biêu nè, hình quảng cáo hai cô gái Việt Nam tại Sydney tại trước khi tổ chức chợ Tết đội nón lá mặc áo dài của Việt Nam Airlines, đội nón lá du lịch Việt Nam, tức là quảng cáo chính thức cho Việt Nam Airlines, quảng cáo chính thức cho nền tài chính kinh tế của cộng sản. Và hồi đó cũng không ai chống đối, mà chống đối không được, tại vì cái thời đó đó, thời mà ông Thắng làm nhiệm kỳ thứ nhì đó, tức là hai năm của cái thời kỳ đó đó, thì là cái thời kỳ mà bùng lên cái việc mà phải ủng hộ tuổi trẻ làm việc, mấy ông già đừng có cản bánh xe. Ai mà nói cái gì là nói mấy ông già như tụi tôi nè, là những người là thọc gậy bánh xe không à. Thành ra tụi tôi phải không thể nào nói được. Tôi nói lặp đi lặp lại trên cái chương trình này lần này thứ ba, thứ tư rồi đó. Lần thứ ba, lần thứ tư rồi đó. Quý viên văn hóa giáo dục mà không biết tiếng Việt thì là làm cái gì? Chỉ quan nước là ca tụng Việt Cộng thôi. Cái thứ hai là trong cái vụ mà hào khí Việt Nam này, tôi lại nhớ lại ở Việt Nam đó, thiếu gì bản nhạc những cái loại này. Đây là một loại tuyên truyền đen, tuyên truyền rất là sâu, tuyên truyền chiến thuật, chiến lược, chứ không phải là chiến thuật nữa, chiến lược. Thí dụ như bản nè, tự hào quá Việt Nam ta ơi, đó những cái bản hỏi như vậy chứ, mình người Việt mà không tự hào thì mình là người Việt à? Mà tự hào theo cách nào? Tự hào theo cái cách là yêu nước và yêu xã hội chủ nghĩa. Đó là cái rất thâm, rất sâu. Như cái bản Tổ quốc ta tươi đẹp, dân tộc ta anh hùng thì cũng vậy, cũng là ca tụng tổ quốc, ca tụng anh hùng. Nhưng mà trên quan điểm nào, trên khía cạnh nào, trên cái mặt nào thì cái đó bây giờ đưa cái hào khí Việt Nam qua đây nó cũng vậy thôi. Và lộ diện hơn là cho múa cờ, múa mấy em gì đó, các quạt khăn đỏ ra mà múa đó, và nó gọi là diễu hành rồi này kia đó. Thì cái này lộ diện hơn, mỗi ngày mỗi lộ diện hơn. Bằng chính một cái khác nữa là ông Hà Cao Thắng nè, nói như tụi tôi trong quân đội, tôi ông Thạch là trong quân đội, ông Hùng là ông Thái là bên dân sự, bên hành chánh, mọi người giàu hành chánh giàu quân sự đều nếu đứng đầu một cái cơ quan dù rất nhỏ, cấp trung đội trưởng như tôi với ông Thạch hồi mới ra trường đó, chúng tôi phải chịu trách nhiệm hết tất cả những hành động của trong trung đội, lính của trung đội tôi, càng lớn lên thì càng chịu trách nhiệm càng lớn. Ông chứ không phải mà né tránh như là ông Hà Cao Thắng thở ra là giao cho người khác, thở ra giao tay banh cho người khác để mà mình chạy tội. Tôi nhớ lại, chứ lỗi ra tại tôi tự nhiên trong đầu óc tôi nhớ thì tôi nói nè, tôi nhớ lại trong cái số những người này nè, ông Phan Huy Bách đã từng gạt ông Võ Minh Cương đứng lên cầm micro tuyên bố là ngày mai bỏ chào cờ ngoài ngày 19/6 ngoài ngày phạt. Hồi đó tôi có nói trong chương trình này, số mấy tôi quên rồi, nhưng mà trong chương trình này tôi coi đó là cái xảo thuật chánh trị của ông Phan Huy Bách, mà người đã mang trong dòng máu chánh trị, cho nên ông có cái xảo thuật đó. Và ông Võ Minh Cương bị mang cái tiếng là đưa trồng dao cổ, giác gà voi cho ông Bách đó. Thì bây giờ ông Hà Cao Thắng này diện gì cũng đá qua cho ông Nhân, rồi đá qua người khác. Và mấy người này là mấy người trẻ này nè, thì tôi đọc những cái bài báo và những bài gửi cho tôi, những cái điện thoại gửi cho tôi đó, thì những người này cũng vậy, những cái quần áo này ở đâu, Iran này ở đâu, quần áo và tình diễn ở đâu, cái bài gì đó về Việt Nam mua, người ta nói với tôi rõ ràng vậy. Tôi nói tôi không biết, không nắm vững được, nhưng mà người ta nói xua là vậy. Tôi nói ở đây cũng có vậy, thì nói ở đây cũng có, mà của Việt Cộng bán giống như mình bán thì nó cũng giống như Việt Nam gọi là mua đây à. Cho nên là mấy ông phải coi lại, nếu mấy ông mà muốn, mấy ông mà làm cho tới cái độ mà ông Quang Lê ông cũng giác ngộ. Cái chữ này tôi mượn của bên cái trường, mấy cái trường đại học máu mà tôi học qua 7-8 năm ở Việt Nam đó, thế là ông đã giác ngộ rồi. Còn hay là nói thì mình nói ngộ không à. Còn ông giáo sư Tuấn đó, ông có đau lòng quá rồi, thì mấy ông phải nhìn lại đó. Bây giờ tôi nói vậy rồi anh Thạch có chuyện gì nói với anh Thạch.
Rồi tôi thì tôi có một cái ý nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà tác như thế này. Tất cả những cái vấn đề mà làm sai trái của cộng đồng, từ ban chấp hành, từ những nhân viên của ban chấp hành trở xuống, thì tất cả đều là ông Hà Cao Thắng là chủ tịch chịu trách nhiệm hết. Và ông phải can đảm đứng lên để mà chịu trách nhiệm cái vấn đề đó. Nếu sai thì mình sửa sai, còn nếu mà mình đúng thì mình nói rằng chúng tôi làm đúng, đúng ở chỗ nào, nó là như vậy. Chứ không thể nào mà trốn tránh trách nhiệm, mà đúng là đưa người này ra đại diện, đưa người kia ra đại diện rồi không có giải quyết vấn đề mà cũng chờ ngày này qua ngày kia. Cái điều đó đó, nó không phải là cái vấn đề chủ yếu của cộng đồng. Cộng đồng mình làm việc, mình cái gì mình cũng phải giải quyết một cách minh bạch và ngay thẳng và chính đáng. Đó là vấn đề. Cái vấn đề hồi nãy tôi cũng có nghe một số anh em nói về vấn đề quần áo rồi này kia, mua từ ở Việt Nam qua này kia đó, thì mình cũng nên có xét như thế này. Hiện giờ đó, tất cả những cái quần áo hay những cái đồ trang sức gì cho các văn nghệ sĩ rồi đó, là hầu hết đều là ở Việt Nam. Lý do là vì ở Việt Nam nó bán rất rẻ. Rẻ có thể là ví dụ ở đây mua một cái áo dài như vậy là 150 đô, mà Việt Nam mua khoảng chừng 20-30 đô thôi. Thành ra họ bắt buộc họ phải về Việt Nam, họ phải order những cái hàng đó Việt Nam. Thì mình cũng không có nói rằng là những cái đó là của Việt Cộng mà đó là tôi ý tôi nói như vậy. Nhưng mà nó có thêm phần đó sau khi anh Thắng xong. Dạ thì cái chuyện mà những cái đồ trang sức, những cái múa, cái quạt, cái nón, cái gì đó là phải là ở Việt Nam, ở đây không có người làm, và ở Việt Nam thì họ bán rẻ, thành ra là tất cả những cái ban văn nghệ, những cái đội, những người nào mà họ cần cái đó, áo dài này kia đó, thì họ cũng phải điều Việt Nam cả. Nhưng cái chủ cái chính đó là chúng ta không thể ở Việt Nam mà chúng ta mang cái khăn quàng đỏ để mà ra trình diễn, cái đó là cái chính, thấy không? Việt Nam thì thiếu gì, nhưng mà mình mất gì là mình phải để mang cái cờ đỏ sao vàng ra, là mình để đeo các cổ các em, thì cái điều đó là cái điều sai, và chúng ta phải nói lên để cho cộng đồng biết, và cộng đồng phải sửa đổi cái chuyện đó. Chứ chúng ta nếu không thì chúng ta sẽ để cái nghị quyết 1334 nó trở thành là cái chủ yếu cho cái cộng đồng chúng ta thi hành. Còn tôi cũng có nghe một số quý vị nói rằng là ban chúng tôi đó thì cũng có một vài lời ha, có một vài người ha, là có một vài cái ý nha, nói một số anh em nào đó là cộng sản, thì tôi xin thưa là chúng tôi không có chủ đích và không có nói một người nào là cộng sản cả. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói những việc làm của các anh, những cái hành động của các anh đó là nó có lợi cho cái chế độ cộng sản, chỉ vậy thôi. Chứ chúng tôi không có dám mà nói cái ông nào đó là ông là cộng sản hết. Đó là chúng tôi xin thưa nó như vậy. Dạ, thì bây giờ mình qua một khác đi. Hồi nãy xin góp ý Hoàng Anh Hạch vừa nói được là trang phục á. Cái việc mà trang phục á, thì đương nhiên cái là quyền cá nhân. Mình nói ở đây là cái buổi biểu diễn á, với những loại trang phục rất là đặc biệt. Không phải là cái áo dài mà có bông có hoa, mà cái việc này á, nó ảnh hưởng đến cả một cái tập thể cộng đồng. Thành ra mình phải coi cái việc mà họ làm như vậy. Mà đây là cái hành động của một ban chấp hành mà gọi là đại diện để một người Việt tị nạn chống cộng. Cái việc mà anh dùng những cái trang phục, những cái đồng phục mà nó giống y hệt những cái trang phục của Việt Cộng, của ban tuyên giáo Việt Cộng nó trình diện, những cái cờ phước này cái y hệt 100%, nếu mà vô đó thì chúng ta chỉ đặt vấn đề là cái người mà ban chấp hành làm cái việc này như vậy là không phải là xuất phát từ cái việc mà rẻ mắt. Cái rẻ mắt chúng ta không đặt vấn đề, có khi họ làm như vậy mà họ được cung cấp cái bên trong mình mới được, nhưng mà cái hình thức cái trình diễn á, chúng ta phản đối là vấn đề đó. Cho vấn đề cô Kiều Trang cô về cô có bỏ tiền cô mua hay là không, là vấn đề rẻ mắt, cái vấn đề chúng ta không đặt vấn đề đó, mà chúng ta đặt vấn đề là cái cốt lõi của sự việc đó.
là những cái trang phục này nó là của biệt công để họ tuyên truyền, và chúng ta bỏ tiền ra để mà mua, để mà sắm, để mà tuyên truyền, gián tiếp tuyên truyền cho biệt công. Đó là cái việc chúng ta nói. Còn việc mà những cái món đồ, những cái trang phục này nó rẻ, nó bắt như thế nào đó, chúng ta không đặt vấn đề. Chúng ta đặt vấn đề là cái ban chấp hành này nè, họ cố ý dùng những cái trang phục của biệt công. Giống như biệt công. Của biệt công giống như nữa, nó y hệt, mà biệt công nó cũng cấp, nó nói thì nó là cái như vậy. Nói thì là cái như vậy, nó là lên tiếng như vậy. Tôi xin thêm một cái điểm về cái chỗ mà mấy người trong ban chấp hành đưa cái bản hào khí Việt Nam vào trong cái đêm mà gây quỹ để mà theo họ đó tổ chức lễ hội Tết và sẽ là bùng nổ theo cái tiếng của họ. Trong cái lễ hội Tết sẽ bùng nổ đó. Thì tại sao mà người ta đưa cái bản nhạc đó vô? Thì nếu mà ban chấp hành của ông Hà Cao Thắng với là hai vị phó chủ tịch đó muốn đưa nó vô thì phải nghiên cứu trước, mà khi nghiên cứu rồi thì đương nhiên quý vị đó phải biết rằng là cái bản đó được Trung ương Đảng là đặt cho cái giải nhất, mà khi mà Trung ương Đảng đặt cho cái giải nhất là phải nằm dưới cái sự điều hành của Ủy ban Tuyên huấn rồi, tuyên giáo rồi. Thành thực chí nếu mà như vậy mà ban chấp hành vẫn đưa vô và để làm cái nền cho cái buổi văn nghệ, cho cái buổi văn nghệ và buổi gây quỹ đó, thì ban chấp hành đã mặc nhiên làm lời cho cái nghị quyết 1334 của cộng sản. Anh nói anh Đục, tôi đồng ý với anh vậy đó, nhưng mà tôi nhìn cái một cái khía cạnh nữa đó là cái việc mà tổ chức như vậy đó, cái tầm dốc tổ chức đó, là trách nhiệm tổ chức đó, nó nặng lại vấn đề nếu có những cái hội cá nhân, một số anh em, một số chị em nào đó thích văn nghệ ca hát thì cái đó là nó nằm ở một cái phạm vi, một cái quy mô nhỏ, một quy mô không có lớn, mà cái quy mô này là cái quy mô cộng đồng, người trách nhiệm cao nhất cộng đồng, cái ban tổ chức này là ban tổ chức cộng đồng, cho nên là đây là nó nặng nề hơn là cá nhân của những hội đoàn, anh đồng ý gì đó, tức là cái nói về cái quy mô về trách nhiệm thì là quy mô trách nhiệm rất nặng, rất lớn. Mà như nãy tôi nói là đây những cái bài hát nghe nhẹ nhàng, nghe không có gì ca tụng cờ đỏ sao vàng đó, nhưng mà nó đi vào trong tầm thức, tiềm thức của con người một cách âm thầm, một cách rất nặng nề. Nó là thuộc loại nhồi sọ, cái loại tuyên truyền nhồi sọ, loại tuyên truyền tầm ăn lên từ từ mà đi thôi. Nó thành ra tôi có nhắc lại những cái bài mà như là tự hào quá Việt Nam ta ơi, hay là tổ quốc ta tươi đẹp, dân tộc ta anh hùng, mấy cái đó nó đi rất nhẹ nhàng, đi rất từ từ, rất cho nó màu. Mấy ông làm cái chuyện này là mấy ông tiếp tay một cách tuyên truyền theo lối nhồi sọ. Tôi nói vậy, đó là quan điểm của tôi. Bây giờ anh em mình còn cái mục phần này có ý kiến gì không? Bây giờ nếu mà anh em không có ý kiến á, thì chúng ta qua mục 2 là liên quan tới vụ thông báo cộng đồng vào ngày 8 này, đi ngày Chủ nhật tới. Yeah. Cuối tuần này là sinh hoạt trong cộng đồng đó là ngày 8 tháng 12 tới trung tâm liên hoạt cộng đồng về nói về trường kỳ rồi. Chúng tôi cũng thắc mắc không biết là họp đó là họp thường niên, đại hội thường niên hay là đại hội bất thường, bởi tại vì một cái thông báo ông của đó cũng không ký tên. Đây là cái lập đàn nữa, thông báo gửi đi xài bằng không có cái tay tổ cộng đồng, không có cái tên gì của cộng đồng hết, mà chỉ có cái phù hiệu, cái đó ai xài cũng được hết. Ở dưới cũng không có ký tên là ông Hà Cao Thắng, hay là thay mặt ông Hà Cao Thắng là ông nào ký, không có gì hết. Và kêu gọi đi sinh hoạt cộng đồng để mà trên tay tổ lớn á, trên cái đề mục chánh á, thư thay thiệp mời đó là đại hội thường niên, nhưng mà trong nội dung là đại hội bất thường. Thì từ một tuần nay mấy anh có cái nghe tin tức gì về cái đó không thầy? Kính thưa, cảm ơn anh Nguyễn, thưa quý vị khán thính giả của chương trình Thế sự. Cho tới giờ này chúng tôi vẫn chờ một cái việc làm của ban chấp hành
Chúng tôi trong cái buổi mà thô hình trước đây đó, thì chúng tôi có nhớ rằng là chúng tôi đã thỉnh cầu và thiết tha yêu cầu cái ban chấp hành phải làm cái sự việc cho nó ra sáng tỏ bằng cách một là mở cái đại hội thường niên để mà báo cáo tài chính và những cái sinh hoạt của ban chấp hành, thì là trên đó là đề đại hội thường niên. Nhưng mà nếu mà quý vị lợi dụng cái đại hội thường niên ở giữa đại hội bất thường để quý vị làm những cái việc khác thuộc về nội quy, thì cái đó là hoàn toàn chúng tôi chống đối. Tôi xin đóng góp thêm cái ý là anh Thái. Thực tế là anh em chúng ta đã có gửi một cái văn thư chính thức phản đối cái việc làm sai nội quy của Hà Cao Thắng. Được. Coi như là Hà Cao Thắng đi, tại vì trong này không có nói có ai cả, vì ban đang chấp hành thì Hà Cao Thắng là chủ tịch ban chấp hành, thì chúng ta đã có gửi một cái thư cho ban chấp hành và cho hội đồng tư vấn giám sát phản đối cái việc mà vi phạm nội quy của Hà Cao Thắng, về việc mà Hà Cao Thắng đòi lập một cái đại hội bất thường vào ngày 8 tháng 12 sau khi anh ta mở cái đại hội thường niên để báo cáo về sinh hoạt tài chính của cộng đồng. Thì cái việc mà đại hội thường niên ấy thì là đúng rồi, nghĩa là mời bà con đồng hương, hội đoàn đồng hương, tất cả mọi người đến để mà nghe Hà Cao Thắng và ban chấp hành Hà Cao Thắng là qua anh thủ quỹ là anh Biêu Bình á, anh tuổi trẻ mà của quân nhân gì đó, để mà báo cáo về sinh hoạt của cộng đồng trong mình. Thì đó là cái việc làm đúng theo nội quy, đúng theo hiến pháp, gọi bên phe Tứ Đình nó gọi là hiến pháp, chứ mình gọi là nội quy, nhưng mà thực tế phe Tứ Đình nó gọi là constitution, là hiến pháp. Thì cái đó là việc làm trách nhiệm của ban chấp hành là phải làm như vậy, đó là cái trách nhiệm của ban chấp hành. Ngoài ra ban chấp hành không còn một cái nhiệm vụ gì về cái việc mà đại hội thường niên cả, mà cái việc tổ chức đại hội bất thường cả, mà cái việc mà tổ chức đại hội bất thường này là do trách nhiệm của hội đồng tư vấn giám sát, mà cái người mà đứng ra thông báo này ấy, là anh chủ tịch là anh Nguyễn Văn Thông, luật sư Nguyễn Văn Thông. Nhưng mà Hà Cao Thắng có quyền gì mà lại đứng ra làm cái việc mà đại hội thường niên, mà cái đại hội bất thường này không phải là ông Nguyễn Văn Thông muốn làm, muốn tổ chức là được, phải có cái điều kiện ghi trong rõ ràng trong cái hiến pháp của cộng đồng là nội quy đó, mình gọi nội quy cho nó dễ nhớ, là nhưng mà thực đó là cái hiến pháp đó, thì phải có 1/3, 22 hội đoàn chứ không có cá nhân nha. Cá nhân không có quyền hạn, không có quyền hạn gì. Cá nhân chỉ có cái quyền hạn là gì, được cái vinh dự là bầu chọn ban chấp hành mỗi 2 năm, sau đó là cái việc làm của cá nhân là ngưng tại đó, chứ không phải như ông Mạnh rồi ông Bằng Dương, ông Khải rồi là cá nhân có quyền trước phế này kia, có quyền làm cá nhân, không có cái quyền cá nhân, chỉ có cái quyền zero to tướng thôi. Thành ra mà ông Thắng á là đòi tổ chức đại hội bất thường, nghĩa là ông đá ông Thân ra khỏi cái hội đồng tư vấn. Thì cái việc làm của anh Thắng này là việc làm phi pháp, phạm pháp, phạm hiến pháp. Thành ra chúng tôi, anh em chúng tôi đã có cái văn thư yêu cầu hủy bỏ cái thông báo này và thay bằng một thông báo khác là chỉ mời đại hội thường niên thôi. Còn cái việc mà đại hội bất thường này là do trách nhiệm của anh Nguyễn Văn Thân là chủ tịch, chỉ có anh Thân mới có quyền gửi cái văn thư mời họp, và để mà anh Thân không có quyền khơi là muốn lúc nào muốn đại hội bất thường được, muốn tổ chức đại hội bất thường phải có đòi hỏi của ít nhất là 22 hội đoàn đoàn thể, chứ không phải hội đoàn tất cả, chứ không có phải là 22 cá nhân. Thật ra cá nhân không có quyền làm cái việc này, mà chỉ có hội đoàn mới có cái quyền yêu cầu ban tư vấn giám sát làm thôi. Cũng như cái việc mà dẹp bỏ cái huy hiệu cũng là do ông Bằng Dương, ông nói bây giờ bà con trong phòng họp có ai không đồng ý người ta giơ tay cái anh dẹp mất, nghĩa là tất cả đều làm việc của Nguyễn Bằng Dương, có quyền gì mà đòi hỏi ra mấy ý kiến. Thành ra Nguyễn Bằng Dương cũng bậy bạ quá, ý ta đây là to con rồi, muốn làm thì làm, muốn làm theo kiểu công đồ. Thành ra chúng ta đã có gửi một cái
nhưng mà Hà Cao Thắng cái tư cách hào thắng chúng ta đã biết rồi, rất là mất tư cách, không xứng đáng làm chủ tịch. Anh làm chủ tịch mà người ta đặt con thư, ta gửi thư hỏi anh không chịu trả lời. Chúng ta đã nhiều lần thắc mắc, gửi thư thắc mắc cho Hà Cao Thắng, như là cái vụ chúng ta gửi hỏi ví dụ 72.000 mà Nguyễn Minh Tiến nói cho mượn rồi trả, mà trả phải mở cái account giữ cho Nguyễn Minh Tiến, không có được sai. Chúng ta gửi hai lần mà cũng không có trả lời. Tất cả những gì chúng ta làm là đều họ khi mà chúng ta gửi thư thì nói ông Phong không lại bao che là nói anh không có quyền hỏi ban chấp hành. Thưa quý vị, thì tôi đọc cái thông báo này đó, thì tôi thấy rằng là thời gian đó là từ 10 giờ đến 3 giờ chiều là đại hội thường niên, còn không có nói là sau đó là đại hội bất thường. Thì nếu mà cái đại hội thường niên là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thì sau khi chấm dứt cái đại hội thường niên rồi đó, thì phải qua cái đại hội bất thường. Mà cái đại hội bất thường á, anh không có quyền triệu tập, nhưng mà anh lại đi trình bày những cái tình hình hiện của cộng đồng, rồi tài sản, rồi sinh hoạt đó. Những cái đó nó không biết bao cái thời gian nó là bao nhiêu, mà sau 3 giờ chiều rồi anh chấm dứt cái đại hội bất thường rồi đó, đại hội thường niên rồi đó, thì mới bắt đầu triệu tập cái đại hội bất thường, phải không? Mà anh không có cái cộng đồng, không có tiêu chuẩn, không có cái điều kiện để mà triệu tập đại hội bất thường, mà phải là hội đồng tư vấn khác, thì phải trong cái thông báo này á, thì sau đó thì phải hội đồng tư vấn giám sát mới là yêu cầu bà con ở lại từ 3 giờ chiều tới gì đó mà họp cái đại hội bất thường. Mà cái chuyện đó là không thể xảy ra được, với trường hợp khi cái đại hội bất thường phải là hội đồng tư vấn sát yêu cầu và được sự chấp thuận của yêu cầu của 22 hội đoàn trở lên thì mới là hội đồng tư vấn sát mới tổ chức cái đại hội bất thường được. Thì cái thông báo này đó thì nó lập lờ đánh đập cũng đen, thành ra mình không biết là cái đại hội bất thường hay là đại hội thường niên cái gì đó, thành ra là chúng tôi thấy là những cái, và đồng thời là cũng không biết là ai là đứng ra để tổ chức cái này, chỉ biết là ban chấp hành thôi, và ban chấp hành thì biết bao nhiêu người đó, thì vấn đề đó cái cũng... vấn đề mà chi tiết của cái văn thư này á thì nó lộn xộn quá, biết cái ông này học cỡ nào biết vậy đâu. Ở trên ấy thì là phần A là trình bày về tình hình hoạt động cộng đồng, cái này là thuộc về đại hội thường niên, không? Rồi phần B ấy, là nội quy cộng đồng cần phải phù hợp, tức là bàn về nội quy. Nhưng mà cái này ấy, thì anh ban chấp hành có quyền gì đâu mà bàn về nội quy, anh chỉ thực hiện những cái gì trong nội quy ghi thôi. Mà cái việc này là việc của bên tư vấn giám sát, mà tư vấn giám sát đâu có ra cái thông cáo có mời có hội đoàn đâu. Thành ra cái việc mà ông Hà Cao Thắng này không biết ông dốt hay là ông có học này nữa, tôi nghĩ ông dốt. Tôi có ý kiến này, ông Hà Cao Thắng ông dốt đâu, ông hồi học tới tiến sĩ, học tiến sĩ mà cũng dốt à, thành thì chỉ dốt là mình dốt này, chứ không phải ông Hà Cao Thắng dốt. Nhưng mà ở đây đó chúng tôi nhấn mạnh rằng là có sự mưa lươn lèo ở trong cái vấn đề mà xài cái chữ cái chỗ này. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi xin nói rõ để quý vị thấy rằng là cái phần A đó là trình bày về tình hình cộng đồng hiện nay về tài sản và sinh hoạt, đó là cái tất cả những cái mục đó nó thuộc về cái vấn đề là đại hội thường niên. Sau cái phần đại hội thường niên rồi á, mấy ông này soạn ra, thay vì nói là mình phải nói về cái chuyện đoàn thể bao nhiêu phiếu, cá nhân bao nhiêu phiếu hội đoàn, mấy ông nói dùng cái chữ là lá phiếu của hội đoàn và đoàn thể để làm gì? Mà lá phiếu của hội đoàn đoàn thể là dính vô cái nội quy rồi, mà anh muốn sửa đổi nội quy hay là điều chỉnh cái nội quy là anh phải có cái ban giám sát của cộng đồng, nó phải triệu tập cái cuộc họp bất thường để nói về cái vấn đề đó. Vậy mà mấy ông này mình nói rồi, mình ra cái văn thư rồi mà mấy ông này vẫn làm như vậy. Mà tôi nghe hình như là không biết có đúng hay không, nhưng mà nói là ông Hà Cao Thắng đã trả lời trên SBS
là cái ngày 8/12 này vẫn thực hiện cái thông cáo mà đại hội bất thường. Đó. Thế thì nếu mà chúng ta thấy rằng Hà Cao Thắng bỏ qua tất cả những cái đề nghị, những cái lời phê bình, những cái đóng góp của tất cả các đồng hương, trong đó có mình, mà làm theo những cái gì theo ông ấy, thì như vậy ông ấy chỉ làm và những cái gì mà ông ấy muốn, thì quý vị thấy rằng là một cái nhóm, một cái ban chấp hành mà chỉ làm những cái gì mình muốn là cái ban chấp hành đó có đi tới cái chữ độc tài hay không. Mà khi mà độc tài rồi, ở đây là cái nước dân chủ, thì mình bầu lên được thì mình có quyền trúng ông ấy xuống được. Ý tôi là như vậy. Cảm ơn anh Thái. Cái lần trước là chương trình thăm một sáu ba đó, thì chúng tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái việc một người mà soạn một cái này là làm sao cho nó khúc chiết, nó ngắn gọn là dễ hiểu, chứ không lập lờ này theo lối vừa thường niên vừa bất thường đại khái lộn xộn này. Thì tôi có kêu gọi một người mà tôi nghĩ là người có máu văn chương trong người đó, chữ nghĩa người là ông Khải, mà tôi nói ông Khải từ lâu rồi, ông Khải đối với tôi là tôi forget lâu rồi, nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi cũng nói là gọi ông lại. Nếu ông có ảnh hưởng với, mà ông có ảnh hưởng thiệt, tại vì tôi chứng tỏ cái năm cách đây 2 năm đó, ông sách gậy rồi vô ông làm rùm beng ở trong trung tâm đó, thì ông có ảnh hưởng thiệt, thiệt tình mà nói vậy. Thì mỗi lần mà có những cái này nè, ông ở không thôi, ông chạy lên đóng góp với mấy cái đám trẻ viết sao cho nó rõ ràng, chứ giờ viết như vậy đó chính anh em mình là đọc cũng không hiểu sao, không biết bữa đó mình đi dự họp đại hội bất thường hay là đại hội thường niên, mình để mình chuẩn bị trong đầu thì để làm cho cộng đồng này nó rõ ràng hơn, thì những người như ông Khải, những người như ông Tiến sĩ Mạnh, những người như ông này kia đó nên đóng góp một cách trung thực. Đây là lời kêu gọi một cách trung thực của tôi gọi mấy ông đóng góp một cách trung thực cho như này, đừng có méo mó, đừng có lệch lạc, để cho nó đâu nó ra đó. Tại vì nếu mà đánh lượng giá rồi, một cái này, một cái thông báo, một cái tờ giấy vậy đó, đọc qua rồi bỏ, thì ở đó nó sai. Tại vì những người già như tụi mình đó, đọc qua rồi tụi mình nhớ cái dai lắm, không có bỏ qua đâu. Thành ra mà những cái này nè, tôi đề nghị lại những anh như anh, những người như là Khải, như là Mạnh, như là kia, những người mà có bằng tiến sĩ, những người mà xuất thân đại khái là the top á, thì nên giúp cộng đồng, giúp mấy đứa trẻ viết cho nó đàng hoàng. Thì ông Hà Cao Thắng á, trên cái danh nghĩa có lúc nào đó, cái nhiệm kỳ đầu tiên ông ta đó, tôi đọc tôi thấy là ông là tiến sĩ đá kim cương và đá quý, và ông đã từng dạy ở Dubai, tức là đã là giảng sư đại học ở Dubai, thì tôi nể quá. Nhưng mà từ đó tới giờ đó, mọi cái việc tôi thấy ông, tôi nói là dùng chữ thể tục tiểu giúp mọi cái việc là ông để nó rất sâu quá buồn hết. Từ đó giờ những giọt nước mắt của ông là trở thành những giọt nước mắt cá sấu đó, để mà lừa gạt, đánh lừa con người, đánh lừa tình cảm của người khác, để mà âm mưu cái mà anh Thái vừa nói dẫn tới độc tài. Mà bây giờ độc tài thì không muốn nghe ai hết, không nghe mà có cái chuyện gì đó đổ thừa cho người khác, giao người khác, giao cái bên người khác, như anh Hùng nói nãy đó, thì cái đó nó không xứng đáng người đàn ông, nhất là người đàn ông có cái lứa tuổi như mấy ông là cái lứa tuổi rất là ngon lành của trong cuộc đời mình, trong cuộc đời mình đó, cuộc đời một người đàn ông đó, cái lứa tuổi mà bùng lên nhất đó, tôi không nói chuyện bùng nổ nha, cái lứa tuổi mà tốt đẹp nhất đó, là từ 30 tới 60, mà mấy ông trong lứa tuổi đó, mấy ông làm gì lập đờ lập tầm bảy tầm bả không, thì cái xã hội này nó giống như xã hội bên kia, gặp bên cái hình chữ X bên Đông Nam Á đó, đi ra là không ai tin ai, thì ở đây mấy ông cũng làm cái gì đó không ai tin ai được. Khi mà anh nói đến Hồ Trọng Khải á, chúng ta nhớ đến cái vụ mà anh chống cái gậy vô, trong cộng đồng anh, giống như là anh bắt đầu anh đảo chánh, đánh
Mà cái thái độ giống là thái độ của Khải, nó là giống như cái thái độ lưu manh á. Nếu mà bữa đó mà anh thầm thay vì có người ngăn cản chứ không á, thì có lẽ là ổng không có đường về đâu. Thì tôi nói cái tên Khải này đó, thực sự đọc ra bây giờ lâu lâu cũng lên cũng làm cố vấn cho cộng đồng, làm cố vấn cho giới trẻ, cũng làm cố vấn sai hết tất cả mọi vấn đề. Thành ra mình, bởi vì tôi nghĩ đó là anh Khải hay nhất á là chúng tôi mời anh lên đây, anh muốn nói cái gì nói, thấy không? Anh sẵn sàng, tôi mời anh lên đây. Nếu mà anh là một người có bản lãnh, thấy không? Thì anh cứ sẵn sàng. Tôi không có cái gì có nổ đạn hay đánh đậm gì cả, thì anh đừng có sợ vậy đó. Ok, hay nhất là mời anh lên đây. Nếu tôi nói là nếu anh Khải có liên lạc với anh Thành, do tôi hay, tôi tới tôi chở, tôi biết nhận Khải. Rồi khuya tôi đưa về cho. Rõ ràng vậy. Ok. Anh Hùng có gì không? Tôi chỉ thêm chút xíu nữa thôi là chúng ta có thể là kết thúc chương trình là mấy ông này ấy, là nói là ban chấp hành trẻ. Nhưng mà thực tế mấy ông có trẻ đâu. Trẻ đâu? Nguyễn Trần Nhân á, là sinh năm 1962. Nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi rồi. 63 tuổi rồi. 62 tuổi. Còn Hà Cao Thắng sinh năm 1975. Năm nay 50 tuổi rồi, 49 tuổi rồi. Nó đâu có trẻ gì đâu. Còn cái cô này là cô mà thạc sĩ sau chủ nghĩa. Cô sinh năm 1965. 65 thì cũng bằng với ông Trần Nhân. Thì trẻ Trần Nhân là cũng 59, 60 tuổi rồi. Nhân 59 rồi. Những người nào mà 40 được rồi. 40 tuổi trở lại mới gọi là trẻ chứ, mấy này cứ nói trẻ rồi. Rồi lên rồi khóc nhè như là Hà Cao Thắng ở chính vệ. 60 tuổi rồi còn là trẻ, cái gì nữa mà trẻ. Anh đã ra làm lãnh đạo, cái tuổi tác không còn nữa. Bao nhiêu người trên thế giới lãnh đạo trẻ như tổng thống của Pháp nè, thủ tướng Canada, Trudeau nè, rồi mấy cái bà thủ tướng ở bên Bắc Âu nữa. Trời, bà nào mà đấy có 30-40 tuổi à, mà người ta làm thủ tướng người ta đâu đó. Trời, tôi trẻ quá, thôi để cho lỡ mai tôi làm sai thì không còn phải là lãnh đạo một quốc gia, mà làm trẻ. Anh là lãnh đạo của cộng đồng, anh phải làm cư xử là như là một cái người lãnh đạo. Anh không có thể nào anh làm cái kiểu mà bôi bác, anh khinh người ta. Anh khi mà anh chưa lên được tín nhiệm để làm cho cộng đồng ấy, thì anh rất là nhún nhường là này kia. Nhưng mà khi anh có rồi, anh coi anh là gì, như là chúng ta là anh có đến đây anh để mình vận động. Khi mà chúng ta gửi thư trả lời, anh không thèm trả lời, anh khinh thường. Chứng tỏ cái tư cách của cái anh Hà Cao Thắng và không Hà Cao Thắng không, mà những người mà trong này không có tư cách, chứ không nói là không là có tư cách. Cảm ơn anh Hùng. Anh Thái có gì đâu Thái? Dạ, trước khi mà mình đi tới cái bước kết thúc đó, thì chúng tôi xin thưa một cái điểm đối với ông Hà Cao Thắng. Qua cái sự cái cuộc điện đàm của chúng tôi sáng nay đối với ông Trần Nhân, thì ông Trần Nhân nói rằng là ông Hà Cao Thắng sẽ điện thoại cho tôi. Đó, thì tôi cũng nhân đây xin thưa với ông chủ tịch cộng đồng, mặc dầu tôi lớn tuổi hơn ông đó, nhưng mà tôi là người con dân của trong cái vấn đề mà người dân tị nạn ở đây. Xin thưa với ông chủ tịch cộng đồng, một người mà nói mà không làm là người đó coi như dục đi đã. Mà cái người mà đem tất cả những cái nói đùng tới không làm được thì nói vì giới trẻ, do đó nó cần phải học hỏi, thì tôi đồng ý là giới trẻ học hỏi. Nhưng mà nên học những cái gì mà đồng hương với cái kinh nghiệm 50 năm tị nạn ở đây người ta nói cho mình thì mình phải nghe. Chẳng phải là mình cứ dậy ra để mình thi hành tất cả những cái gì mà người khác ở trên đầu mình đưa xuống. Thì nhân đây chúng tôi xin thưa với ông Hà Cao Thắng là chúng tôi vẫn chờ cái cuộc điện thoại của ông. Thời giờ thì nghĩa là càng sớm càng tốt. Đã qua 2 tuần rồi thì sáng nay ông Trần Nhân mới điện thoại cho tôi, nói ông Hà Cao Thắng sẽ cho chúng tôi biết. Và cái vấn đề là chúng tôi xin nhắc lại để ông Hà Cao Thắng đó, là chúng tôi đòi lại cái logo
mà mấy ông qua ông Hà Cao Thắng, tôi biết như vậy là tại vì trung tâm sinh hoạt cộng đồng là của ông Hà Cao Thắng đang giữ đó, mà qua cái đó vứt cái dục cái logo đó đâu tiêu, đem cái logo khác vô. Và chúng tôi đòi, chúng tôi đã nói với ông Trần Nhân qua cái buổi nói chuyện thứ tư tuần, hai tuần trước, chúng tôi là chúng tôi yêu cầu trả lại cái bản cũ. Mình đi tới cái bước kết thúc rồi, thì chúng tôi